Bây giờ chị có cái ước mơ gì không chị? Có Chị mơ gì? Ước gì? ước mơ mình làm công việc gì đó, Có cái công việc gì đó làm hả? ổn định Ổn định. nhưng mà bây giờ là không có công việc làm hết á. Không có việc gì làm hết. Có đi làm đi rẻ không á? Chị ước mơ là có công việc chị đi làm á, làm thuê làm mướn người ta cho làm chị làm á. Số mắc vlog mến chào cả nhà thân thương đang theo dõi video qua màn ảnh nhỏ hành trình của ba anh em chú cháu nha cả nhà. Tiếp tục mang gửi những cái phần quà của Mạnh Thường Quân đến bà con khó khăn miền núi. Hôm nay thì ba anh em chú cháu được anh Quyên giới thiệu cho một hoàn cảnh khó khăn. Họ ở trên núi như thế này cả nhà. Đây, đi phải đi qua cái bờ rào này này. Anh Đồng đeo một cái gùi từ từ thôi, khá là to luôn. Giờ đi đường nào? Núi đá không à? Đi được không? Xa lắm không? Dạ đi đường này. Ờ anh Đồng chào khán giả này. Mến chào khán giả. Anh em Sơn Bắc đang nhờ một chú một ông anh ở dân tộc của đất cái này, ở dân tộc ở Ninh Thuận. Đi vùng núi xa xôi cao đang có dắt anh em Sơn Bắc đi gặp một hộ gia đình cũng rất là khó khăn. Thì mến chào tất cả khán giả. Thôi đưa đây. Anh mệt. Rồi thôi nên mình đi. Hỗ trợ cho anh Bắc có một cái, anh em anh Bắc có động lực nhá bà con. Rồi đi đi. Bà con mạnh khỏe, ăn vui nhá. Anh mệt cái hồi anh nói là thở dốc. Chú tiệm đang đi đằng trước nha cả nhà. Còn dẫn đầu là anh Quyên. Hôm qua thì mấy anh em chú cháu có ghé thăm hai anh chị đó. Hai anh chị giới thiệu cho một cái hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Họ sâu hơn nữa cả nhà. Đây cái đường đi vô này. Ôi. Đường này cũng khó đi nữa nhờ. Chỗ này đá không? Chú tiệm à, chào khán giả nha. Ôi, xin chào khán giả, chào cả nhà mình nha. Tiếp tục cuộc hành trình của bên miền núi Đá Liệt lên để đưa mấy phần quà Mạnh Thường Quân trao cho bà con. Có gì chúc khán giả ủng hộ kênh Xuân Bắc Vlog nha. Dạ rồi, chú cháu mình đi tiếp nha. Đi lên những cái miền núi xa như thế này đó cả nhà. Mấy anh em chú cháu phải nhờ bà con địa phương. Giống như ngày hôm nay là nhờ anh Quyên dẫn đi. Chứ mà không có người đồng bào họ dẫn đi thì cũng rất là nguy hiểm cả nhà. Phần thứ hai nữa là cũng rất là khó để mà tìm được những cái hộ trên vùng núi rất là cao và rất là xa như vậy. Mùa này thì ở miền núi Ninh Thuận đó cả nhà, đang vào là mùa mưa. Cho nên là buổi chiều nó mưa là nó mưa nguyên ngày luôn cả nhà. À, gặp một chú người đồng bào. Dạ, chào chú. Chú đi đâu về đó chú? Đi rẫy. À, chú đi rẫy về.
Dạ, nhà chú ở dưới hả? Dạ. Chú tên gì hả chú? Cà Tân Nghiệp. Dạ. Cà Tân Nghiệp. Chú Nghiệp. Dạ, chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 86. Dạ. Dạ, cho con bắt tay chú cái nha. Dạ. Để hôm nào có dịp rồi con tới con thăm chú nha. Dạ. Dạ. Rồi con chào chú. Dạ. Em chào chị. Dạ. Em lên thấy khó khăn quá. Rồi, xin bác mời cả nhà vô trong trò chuyện với chị gái một chút xíu nha cả nhà. Nên tìm hiểu hoàn cảnh của chị nha. Cho em đeo, xin phép đeo cái này cho chị chút xíu nha. Chị ơi, chị cho em biết tên chị được không? Chị hả? Dạ, chị tên chị gì? Chị tên là Phém, chăm lét thì Phém. Chị Phém? Ừ. Phém hay là? Phém. Phém. Dạ. Chị Phém năm nay chị được bao nhiêu tuổi rồi? 43 tuổi rồi. 43 tuổi rồi. Dạ. Chị ở trên này với ai? Dạ, ở với chồng chị. À, ở với chồng. Dạ. Anh chị có con cái gì chưa? Dạ, có. Có một đứa con. Một đứa con? Một đứa. À. Con trai. Con trai. Có một đứa thôi. Có một đứa thôi. Rồi, có một đứa rồi. Con trai năm nay nhiêu tuổi rồi chị? 20 tuổi rồi. 20 tuổi. Chà, tính ra là 20 tuổi là cũng sắp tới tuổi có vợ rồi ha. Ừ. Bắt vợ. Là đi ra qua nhà vợ ở. Là hai anh chị ở mình. Ở mình. Dạ. Anh chị ở trên này lâu chưa? Khoảng lâu rồi. Khoảng 10 năm rồi. 10 năm trên này rồi. Trên này rồi. À, mình có nhà dưới làng không chị? Có, nhưng mà nhà nhỏ xíu à. Nhà nước hỗ trợ. À, nhà nước hỗ trợ xây. Hỗ trợ xây. Nhà nước hỗ trợ bao nhiêu? Lúc đó là cứ bao nhiêu là 20 mấy triệu gì đó. À, rồi mình vay thêm. Mình không à, không có vay. Là 20 mấy triệu lúc đó là lâu rồi. À. Khoảng 2000 mấy. Coi như là nhà nước xây cho. Xây cho không. Xây cho không. Có vay. À, không có vay. Ừ. Là cái nhà ở dưới đó là bây giờ là ai ở, con ở hay là ai ở? Dạ, chị cũng ở đó luôn, là hàng ngày là chị ở đây, là ừ. Tối là chị xuống làng. Tối xuống làng? Xuống làng. Dạ. Là nấu ăn với con về, con có ai nấu ăn. À. Con về tối, cứ 7-8 giờ mới về á. À, đi đâu? Đi làm á. Đi làm? Đi làm thuê hay sao chị? Không, đi làm công ty. Đi làm công ty? Công ty gì? Công ty An Khánh á. Công ty đó là làm về cái gì? À, công ty may. Công ty may, à đi làm may. Ừ. Một tháng làm được bao nhiêu chị? Lương ít lắm, một tháng là có mấy triệu, có 4 triệu à, 4 triệu mấy. 4 triệu mấy hả? À, đó là tăng ca chưa? Tăng ca nữa là gần 5 triệu á, hơn 4 triệu, 5 triệu gì đó. 5 triệu gì đó. Rồi số tiền đó về là gia đình đủ chi tiêu không? Không có đủ chi tiêu đâu. Không đủ chi tiêu? Không có đủ. Rồi mình hàng ngày mình chi tiêu hàng tháng đó, mình chi tiêu cái số tiền đó vào những cái công việc gì chị? Là cái tiền đó hả? À. Là mua ăn, là tiền nước, tiền điện đồ á. À. Và xăng xe nó đi làm nữa. Cái đó là không có đủ. Xăng xe đi làm sao? Xa. Đi về suối đá. À. Suối đó. Không có đủ chi phí. Không có đủ chi phí. Rồi anh chị... ở trên này 10 năm rồi. 10 năm rồi. Sao mình không ở dưới làng, mình làm công việc ở dưới làng? Không biết làm gì hết. Không biết làm gì hết. À. Rồi ở dưới làng là không có biết làm gì, không có tiền. Không rồi mới tiền. Lên trên này ở. Lên trên này ở. Lên trên này rồi anh chị làm cái gì ở trên này? Là nuôi dê, là gà, heo á. Nuôi dê. Dê. Nuôi gà, nuôi heo. Có mấy con dê? Dạ, yeah, bữa chết hết rồi còn có 3 con à. Chết hết rồi còn chết có 3 con. Còn có 3 con. Rồi dê sao chết? Bệnh. Bệnh chết hả? Ừ. Lúc mà chưa chết đó là bao nhiêu con chị? Lúc đó khoảng chừng 6-7 con vậy đó. 6-7 con. Ừ. Coi như chết hơn nữa rồi. Chết hơn nữa còn lại 4 con, còn lại 3 con à. À. Rồi dê đó là mình mua hay sao chị? Đó là của chị cho, bà chị cho lúc đó. À. Là cho chị nuôi, là chị cắt lá cho nó ăn,
Rồi chị nuôi thêm nó đẻ con xong nó chết hết. Rồi ơi, chết hết, nuôi xong rồi nó chết hết. Ở trên này anh chị có làm gì để mình có cái tiền mình trang trải cuộc sống không? Giống như mình làm mình bán bắp hay gì đó không? Có một chút chút mà. Có một chút. Có một chút là có trồng bắp hả? Có trồng bắp ở trên núi, ở đây là không có. Trồng ở trên núi? Trên núi. Từ đây mà mình đi lên trên núi chỗ mình trồng bắp là bao xa? À, cũng gần thôi, đi khoảng chừng 5 giờ sáng, đi khoảng 6-7 giờ mới tới đó. 3 tiếng? 3 tiếng. 3 tiếng là xa lắm á. 3 tiếng tính ta là đi, tại vì em đi rồi, 3 tiếng tính ta là đi từ về sáng sớm mới đi lên mới tới á. Là sáng nào chị cũng đi như vậy hay sao? Sáng nào cũng đi. Sáng sớm là chị đi rồi, bây giờ chị xuống. Sáng đi 5 giờ, chị xuống lại. À. Chị xuống tới đây xong rồi chị xuống làng. Làm công chuyện ở làng xong rồi chị xuống lên đây tiếp. Sáng đi xong rồi xuống làng. Ừ. Xuống nhà với làng á đúng không? Xuống nhà với làng á. Xong rồi lại lên đây. Lên đây tiếp. À. Rồi ngoài cái mình đi hái bắp ra thì chị làm những cái công việc gì nữa? Hái bắp ra, ra xong rồi đợt chị về nhà là làm cho heo ăn nè, rồi lại cho gà ăn, để nấu ăn. Nấu ăn. À. Rồi hàng ngày mình nấu gì mình ăn chị? Là cơm với lại canh, có canh tái đồ đồ á, mình nấu tái đồ đồ ăn. Mùa nay là canh múp á. Hồi nãy là chị đi lên rễ là hái trái múp á. À, hái được trái múp. Ừ. À, nấu canh múp ăn. Nấu canh múp ăn. Còn không thì ăn với trái đu đủ. Ừ, trái đu đủ. Với lại đó là ông nói hồi nãy là canh ấy á, bắp chuối á. À, bắp chuối. À. Rồi mình có cá thịt gì mình ăn không chị? Không à, có tiền mình mua ăn, có tiền thì ăn như đó à. À. Có tiền mới mua ăn. Ừ, có tiền mới mua ăn, có tiền thì ăn bậy bạ, ăn à, canh đó. Không có tiền thì ăn bậy bạ, ừ. Nấu canh lá rừng đồ này kia vậy ăn đấy hả? À. Yeah. Em thấy rằng ở đây bên... là khổ lắm á, không có gì làm, không có ra tiền hết á. Làm không có ra tiền. Hàng tháng này thì có mưa này, nhưng mà tháng ấy mùa hè không có mưa gì hết á, là khổ lắm á. Yeah. Trong cái gì mà không có được luôn. Ừ. Mùa này thì đỡ một chút. Mùa nắng là không có ra gì hết á. Năm nay mình trồng bắp á, trái được nhiều không chị? Trái ít nè. Bữa đó nó trồng lúc đó là trúng nắng á, là chết hết. Xong rồi giờ mới mua đây nè, đâu có trồng nữa đâu. Không có dọn cỏ nữa mà trồng. Ừ. Mưa mới tháng đây này nè. Tháng trước không có mưa. Dạ. Yeah. Em thấy đằng xa kia là có cái bao, không biết bao gì hả chị? Bao đá hả? Vỏ bắp á. Bao bắp hả? Vỏ bắp. À, bao vỏ bắp. À. Bao vỏ bắp đấy mình làm cái gì? Cho bò ăn. Cho bò ăn. Ừ. Cái đó mình bán được không? Không có được đâu. Không bán được đâu hả? Có ai mua đâu bán. À. Có trái có hụt người ta mới mua. À, mình bán cho nhà nào có bò là người ta mua. Ở đây không có bán, không có ai mua. Nhà nào cũng có hết á. Nhà nào cũng có. Ừ. Ai cũng trồng bắp. Ai trồng bắp. Dạ. Nhưng mà mùa này em thấy hình như bắp là bắp nó chết nhiều vậy ha. Chết nhiều lắm á. Rồi bà con mình không có cái ăn. Không có cái ăn nữa. Bắp không đủ ăn nữa thì lấy đâu ra bán. Không có đủ ăn. Có một chút xíu cơ đen. Dạ. Rồi đằng sau chị em thấy có cái thau á, cái đó là cái gì chị? Lúa để cho gà ăn. Lúa cho gà ăn hả? Ừ. Chị kéo nó đây em xem thử được không? Lúa này cho gà. Là không ạ. Lúa này là lúa lép không à? Nó không có hạt. Ừ, ít hạt á. Lép không? Hình như là lép hết. Tưới trúng nắng á. Dạ. Bơm nước không có đủ. Lúa này mình mót hay là sao đây? Là không à. Mình hái lúa này ở đâu? Là người ta cho. À, người ta cho. Người ta cho chị á, đem đi gà ăn. Dạ. Yeah.
cả nhà xem qua cái căn nhà của chị một chút xíu nha cả nhà. Cái căn nhà xuống bác thấy thì nó cũng rất là đơn sơ thôi. Quần áo là anh chị treo ở đây. Ồ, tối là mình ngủ ở đây luôn hả chị? Tối ngủ ở đây luôn. À, ngủ đây luôn. Rồi nó có dột không? Mưa, bây giờ mùa mưa này, nó có tạt, nó có dột không? Không, không hả? Ừ. À. Có hai cánh cửa đây nó tạt mưa này. Có hai cái cửa này nó tạt thôi. Ừ. Mình đóng cửa xong không tạt nữa. À. Còn ở trên là mình lập tôn rồi. Lập tôn. Tôn này là mình mua ở dưới làng hay sao chị? Mua dưới làng á. À. Tôn này mình lập lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi. Cũng 10 năm rồi. 10 năm rồi. Wow. 10 năm mà tính ra tôn này cũng bền chị ha. Ở đây thì hai anh chị lợp cái mái nhà được có cái tôn. Cũng che nắng che mưa được nè cả nhà. Đó. Anh chị lợp hơn... anh chị lợp được 10 năm rồi. Mà cái tôn nó vẫn đang còn mới á. Nhìn nó cũng đang còn rất là mới luôn. Nó không phải mới lắm mà nó không có kiểu như nó không có bị ăn mòn đó cả nhà. Chị ơi, em thấy ở đây có bịch đậu này. Cái đậu này mình làm gì chị? Lúc đó chị để giống, bây giờ một ăn hết rồi, không làm gì được nữa. À, để giống chồng, bây giờ nó ăn hết rồi, coi như nó bỏ hả? Bỏ. Yeah. Trời ơi, em thấy ở đây có hai con cá. Cả nhà. Số Mắc thấy ở đây có hai con cá này. Cá này hình như cũng giống cái cá mà Số Mắc mua cho bà con này. Cá này cá ngân hả chị? Cá ngân. À, cá ngân khô. Sao có mỗi hai con vậy? Ăn rồi cũng có hai con. À, hai con này để dành. Còn có hai con thôi. Khổ là... Dạ. Có hai quanh cái nhà có mỗi hai con cá thôi. Hai người hai con cá. À, hai người hai con cá, vợ con chồng con. Mỗi người một con. Còn ăn hết cá là hết, không có tiền mua là không nhịn. Không có tiền mua nữa. Dạ. Lo rồi nhá. Ở trên này á, tối là mình lấy ánh sáng sẽ đèn pin. Bằng cái gì chị? Đèn pin. Đèn pin hả? À. Rồi ở đây mình lấy nước mình dùng á, là mình lấy nước ở đâu? Nước mưa là nước suối kia kìa. À, nước mùa, ngoài suối hả? Mùa nắng á, mang ở dưới làng lên đây luôn. Mang ở dưới làng luôn á, lên đây á. Mang ở dưới làng lên trên này? Ừ. Mùa nắng á, khó khăn lắm, không có nước. Xách nước từ dưới làng lên trên này. Xách luôn. Nước từ nhà làng dưới làng vậy ha. Ừ. Wow. Ở đây khó khăn lắm, không có nước đâu. Yeah. Sáng nào cũng đi làm mấy tiếng đồng hồ, leo đường núi, đi lên trên núi để mà mình hái bắp. Hái bắp. Sao chị không trồng bắp ở quanh đây? Mà mình trồng chi xa tuốt trên núi vậy chị? Thích đi trên núi hơn. Thích đi trên núi hơn. Núi mát hơn, để nó nắng. À, trên núi nó mát hơn hả? Nó mát hơn. Dưới này nó nắng quá hả? Ừ. À, vậy là dưới này mình cũng đâu trồng bắp được. Có được, nhưng mà tháng này mới được nè. Tháng 10 mới được. Ừ, tháng 10 mới được. À, như vậy là cái tháng đợt vừa rồi là tháng nắng, mình không trồng ở dưới này được. Mình phải trồng ở trên núi. Tháng 5, tháng 6 là chưa có mưa đâu. Tháng 9, tháng 10 mới có mưa á. Dạ. Yeah. Là mới trồng, mới có thể trồng bắp được ở dưới này. Ừ. Dạ. Yeah. Thấy thương bà con quá ha cả nhà. Cuộc sống của họ thiếu thốn trăm bề hết á, đủ thứ hết. Về làng á, thì không biết làm gì. Cũng không có ai mướn họ làm. Cho nên là họ ở làng á, họ không có làm được. Mà đi làm công ty á, thì họ cũng không có làm được cả nhà. Cho nên là anh chị phải rời bỏ làng, đi lên trên này làm cái chòi ở trên này ở. Tới nay hơn 10 năm rồi, 10 năm rồi. Và trên này thì cũng như kiểu theo mùa chị ha. Ừ.
À, mùa nào mình trồng được cái gì thì mình trồng cái đó. Ở trên này có trái rừng, trái cây gì không chị? Trên núi có, ở dưới này không có. Trên núi mới có hả? Trên núi có cây và đá nữa. À, mùa này có phải mùa trái gió đá không? Hết rồi. Hết rồi hả? Tháng 9 là hết rồi. Dạ. Yeah. Cái trái đó mình, nó trồng tự nhiên hay là sao chị? Mọc không, tự nhiên nó hả? Mọc tự nhiên à. Không, mình hái cái đó mình bán được không? Hái cái đó mình bán. Bán. À, vào tháng mấy mới có cái trái đó chị? Tháng từ tháng 7 với lại tháng 8, tháng 9 là hết à. Ở đây mình có cái trái xay không? Có. Có trái xay? Có người có, không có người không có. Trái xay đó mình trồng hay sao chị? À, tự nhiên nó mọc ra. Tự nhiên mọc? Ừ, không có trồng đâu. Chị đang làm cái gì đó? Cho heo ăn. Cho heo ăn hả? Chị nuôi mấy con heo? Chị nuôi 2 con heo. 2 con heo. Đây chị đang làm đồ ăn cho heo này cả nhà. Trộn với cám hả chị? Cám, cây chuối và lại rau muống. À, bắp chuối với rau muống. Ừ. Ra thăm hai em heo của chị xem sao nha cả nhà. Đi đường nào chị? Đi đường này. Đi đường đó. Có một đường xuống thôi hả? Một đường xuống. À, từ từ để em tuột xuống nữa nha. Heo ở trên này bà con người ta nuôi đó cả nhà. Họ nuôi heo, nó cũng chỉ có nhiêu đây à, nó không có lớn được. Hai con này nuôi lâu chưa chị? Chưa. Bao lâu rồi? 6 tháng. 6 tháng. 6 tháng cửa đây. Dạ. Hay ha, kêu cái này nó về ha. Nó quen rồi mà. Quen rồi. Hậu ảnh quá. Hằng ngày nó đều ăn như vậy hết hả chị? Rau muống. Rau muống, cây chuối. Cây chuối. Trộn với cám là ăn thôi. Trời ơi, ăn hăng say luôn cả nhà. Ở đây chị có nuôi gà nữa này. Trên này thì chủ yếu bà con người ta chăn nuôi để người ta lấy cái ăn này. Rồi người ta đi người ta trồng, nhưng mà gieo trồng thì nó theo mùa cả nhà, có mùa trồng được, có mùa không. Còn không thì người ta đi làm cỏ. Ăn dữ quá ha. Dạ. Một lần mình cho, một ngày mình cho nó ăn mấy lần chị? 2 lần. 2 lần. Cái ở đây mình có chặt củi mình bán không chị? Không à. Không hả? Không mua luôn. Không mua hả? Ừ. Củi này mình về mình chụm chị ha. Ừ, về mình chụm luôn. Sao mình không, mỗi lần mình chặt á, mình làm một một bó to đó, mình về mình chụm từ từ. Không có làm như vậy. Không đủ sức làm hả? Không. Có cái ghế bây giờ nha. Dạ. Yeah. Cái đó làm hàng rào á. À. Rồi hôm nay chị nấu cơm ăn với cái gì đây? Ăn lá giang. Lá giang. Ừ. Lá giang nấu với cái gì chị? Cá. Hai con cá nãy hả? Hai con cá nãy á. Dạ. Thì đi xuống. Rồi, vô đây là chủ rồi ha. Ừ, đủ rồi.
tự đi lấy củi về, tự chặt, tự làm hết luôn. Còn chồng chị đâu? Chị đi rễ, chồng chị đi rễ. Đi rễ? Anh đi từ mấy giờ sáng? Anh đi từ 5 giờ sáng. À, là anh lên trên đó là anh mang theo đồ anh, ăn trên đó luôn hả? Anh ở trên đó, ăn trên đó luôn. Dạ. Tối ông mới về. Tối mới về? À. Là bây giờ chị nấu cơm rồi chị ăn cơm, rồi tối anh về anh ăn. Tối anh về anh ăn. À. Con chị có hay lên trên này không? Có, nó nghỉ chủ nhật nó lên. À. Còn ngày thường thì đi làm? Hàng ngày thường nó đi làm. Dạ. Có chủ nhật có đi làm nữa. Là tăng ca chủ nhật đi làm. Là có ngày nghỉ nó có lên đây. Ngày nào nghỉ mới lên đây? Bất quyết. À, mình nấu bên dưới luôn hả chị? À. Nấu dưới này luôn cả nhà. Trời, có mấy em cún đó. Dễ thương quá. Có mấy con mấy em chó chị? Một con. Một con hả? Ủa sao mình không làm cái bếp nó ở bên ngoài mà mình làm ngay dưới cái nhà vậy chị? Mưa á, không có đốt được á. À, mưa không có đun được là mà làm dưới này. Ở chỗ đây nè. À. Mưa là có cái mưa lắm, ướt á. Cái này là mình nấu xong rồi mình cũng phải dập liền đó chị ha. Bây giờ chị có cái ước mơ gì không chị? Có. Chị mơ gì? Ước gì? Ước mơ mình làm công việc gì đó. Có cái công việc gì đó làm hả? Ổn định á. Ổn định? À. Nhưng mà bây giờ là không có công việc làm hết á. Không có việc gì làm hết? Có đi làm đi rễ không á. Chị ước mơ là có công việc thì chị đi làm á. À. Làm thế là mướn người ta cho làm, chị làm á. Nhà còn gạo nhiều không chị? Còn chút xíu không chị? Cho em coi cái bịch gạo được không? Được, chờ chút nữa. Còn có nhiêu đây gạo thôi. Ừ. Nhiêu đây mình ăn được bao lâu chị? Không, ngày mai hết. À. Rồi hết gạo rồi mình ăn bắp hả? Hết gạo ăn bắp. Hết gạo ăn bắp. Còn cái gì ăn nữa. Hôm nay em tới, em thăm chị, thăm gia đình mình. Em có mang một phần quà của Mạnh Thường Quân gửi cho bà con mình. Chị có vui không? Vui. Chị dạ. Rất vui luôn á. Hồi nào giờ có ai tặng quà gia đình mình không? Chưa. Chưa. Lần đầu tiên à. Lần đầu tiên luôn. Ừ. Chưa có ai tặng gạo, tặng gì cho gia đình mình ăn luôn. Không. Dạ. Chị có nghĩ là hôm nay mình sẽ nhận được cái phần quà từ em không? Chị không biết nghề, không có biết gì hết á. Không biết gì hết. Dạ. Thôi bây giờ chị nấu cơm đi ha. Ừ. Rồi chút xíu... nếu mà chờ được anh về thì em gửi cái phần quà cho anh chị luôn. Ừ. Còn không chờ được anh về thì... chắc không chờ được đâu. Dạ. Chị ăn cơm ha. Ừ. Rồi em gửi quà cho chị nha. Ừ. Xuống dưới cho chị ha. Xuống dưới. Chị từ từ em đi xuống, em quay chị đi tí cho cả nhà xem. Nó khó đi lên xuống lắm cả nhà. Chị đi quen đó, chị đi rất là hay luôn. Cao lắm luôn đó. Cái này là nồi cơm. Chị mở ra em coi coi.
Trời có chút xíu cơm mà cả nhà. Nhiều đây anh chị ăn đủ không? Đủ. Đủ hả? Ừ. Dạ. Rồi nấu cơm xong nấu cái gì nữa? Nấu canh. Nấu canh. Cơm với canh thôi. Còn cái gì nữa? Dạ. Nhà mắm muối bột ngọt có không? Có bột ngọt với muối, không có mắm. Không có mắm. Bột ngọt còn chút xíu. Bột ngọt còn có chút xíu. À. Muối còn không? Muối còn ít à. À. Không có mắm. Không có mắm. Mình có dùng dầu anh không? Có. Có. Nhưng mà có tiền mua thì có, không có tiền mua thì không có. Dạ. Dạ ăn không. À. Rồi mình lấy cá bỏ vô xong rồi mình thái la giang bỏ vô mình ăn. À. Không cần dầu nữa. Dạ. Chỉ có bột ngọt với muối thôi. Bột ngọt với muối là được ha. Ừ. Đâu có tiền đâu mà mua dầu. Hồi nào giờ mình có ăn mì gói không chị? Ít ăn lắm. Ít ăn lắm hả? Ừ, có tiền mình mua ăn, có tiền thì không có mua. À. Có tiền mới mua mì gói ăn. Có tiền mua mì gói ăn. Hồi nào giờ có cái gì mà mình chưa... Mình bây giờ mình có muốn ăn cái gì mà hồi trước giờ mình chưa được ăn không? Trứng chị có ăn không? Trứng hả? Trứng nhà thì ăn, nhưng mà chợ không có tiền mua. Không có tiền mua. À. Gà đẻ thì ăn thôi. Gà đẻ thì ăn. Dạ. Ăn nhưng mà ăn ít để cho đẻ con nữa. Dạ, ăn ít, cứ không dám ăn hết. Để cho đẻ. Đẻ con dạ. Là một sao này lớn lên mình lấy bán. Lấy bán. Lấy tiền đó mua gạo ăn. Dạ. Ở đây khoảng bao nhiêu con gà em thấy đâu? Con ít nè, bữa giờ con nhiều á, nó chỉ bán hết rồi, còn có mấy con à. Còn có mấy con thôi. Khoảng 14 con vậy đó. Dạ. Cũng chung mình cũng cứ nuôi, mình lấy cái ăn ha. Ừ. Nó mà không chết thì cũng đỡ, nhưng mà nó chết như dê thì cũng như mất. Cũng chết, năm qua chị nuôi nhiều lắm á, chết hết luôn, con gà hơn 50 con luôn, không kịp bán luôn. Sao vậy chị? Là dịch á. À, dịch. Ừ. Chết hết luôn. Chết hết luôn, còn không kịp bán luôn. Rồi coi như lỗ vốn rồi. Ừ, lỗ rồi. Lỗ công ấy. Ừ. Có ngày nay nha, ngày mai là chết hết luôn. Không còn con nào nữa. Có ngày thôi, ngày mai có là chết ngày hết. Là ngày nay là ngày mai nó chết hết luôn. Trời ơi. Ừ. Không còn kéo thời gian nữa. Không còn kịp là kéo thời gian nữa. Rồi lúc nữa. Mà nó chết như vậy là chết chị là chết buồn hết không? Luôn. Buồn chứ. Về nhà đi làm mà về nhà không có một con gà nào nữa chết hết. Buồn ha? Buồn chứ. Ngày nào thường thường mình cho nó ăn. Rồi tôi khoảng giờ này cho nó ăn rồi nè. Nhưng mà giờ này là không có gà nữa. Buồn á. Dạ. Bắp mình hái về thì mình để trong đó có một chút vậy thôi hả chị? Ừ. Có một chút đây à. Chà tính ra chị đi... mỗi buổi sáng mà chị đi lấy bắp cũng cực quá ha. Ừ. Rồi trên rẫy mình bắp còn nhiều không chị? Còn ít à. Vậy thì giống đi mót quá. Đi mót bắp đó hả chị ha? Đi mót á. Dạ. Cái này còn chị... Còn chết hết á. Chết hết hả? Chết hết. Nắng quá chị ha? Nắng quá. Nắng gì mà nắng quá trời luôn á. Mới có mưa 2 tháng đây nè. Dạ. Tháng 9, tháng 10 đây nè. Đợt này em thấy bà con mình bắp chết nhiều lắm. Không có đạt năng suất chị ha? Không à. Rồi chị đang nảy bắp này là làm gì? Cho gà ăn. Cho gà ăn hả? Rồi bắp mình ăn cũng là bắp này luôn hay sao chị? Bắp này luôn. Bắp này luôn. Mà mình giả. Mình không ăn hột cũng vậy đâu. Mình giả ra. Mình giả ra thì mình nấu ăn. À, có ăn nghĩa là mình được. Mình giã nó ra để mình mới nấu. Nấu ăn. Mình thấy chị nấu cũng ít thôi cả nhà. Cơm chị nấu cũng không có nhiều. Mà chị nấu cho anh với chị ăn luôn. Cái tô canh đó là mình hái mướp trên núi. Trên núi về hả? Ừ. Dạ. Rồi ăn vậy thôi. Ăn vậy rồi no không chị? No. Quen rồi. Quen rồi. Ừ. Rồi ăn vậy rồi đủ sức đi làm không?
Không có đủ sức để làm á. Dạ. Rồi trước giờ mình ăn vậy quen rồi chị ha. Quen rồi. Hôm nay em gửi cho chị phần quà rồi ngày mai chị nấu cơm với cá. Cơm với cá. Dạ. Nó giò. Có mì gói nữa là chị ăn với anh nha. Hai vợ chồng anh. Thôi để mai anh ở nhà rồi hai vợ chồng ăn bữa cho vui chứ vợ anh ở dưới này mà anh ở trên núi thì cũng buồn. Chị ha. Ừ. Nấu buổi sáng hai anh chị ăn xong rồi anh đi làm. Rồi chị cũng đi làm luôn. Đi làm luôn. Dạ. Đi lên núi rất là xa xôi mà chị ăn cơm với ít cái rau mướp thôi cả nhà. Có mướp mới có cái ăn chứ không có mướp là cũng không có cái ăn luôn đó. Dạ chị ơi, hôm nay em tới em thăm chị nè, rồi tìm hiểu gia đình mình thì em có mang theo một phần quà của Mạnh Thường Quân gửi đến bà con miền núi của mình. Thì em mang gửi đến chị hai thùng mì, 10 kg gạo, 2 chai dầu ăn, 3 bịch muối, 1 kg cá ngân khô, cá mà chị còn có 2 con đấy. Rồi 1 kg cá cơm khô size lớn. Dạ, rồi 2 bịch bột ngọt, 2 chai nước tương. Thì cái phần quà này á là của chị Kiều Nhan. Chị ở miền Tây và chị có nhờ em mua những cái phần quà gửi cho bà con mình. Thì em xin phép gửi cho chị nha. Dạ. Hôm nay nhận được một phần quà như vậy chị vui không? Vui. Dạ. Chị rất vui luôn á. Rất vui luôn hả? Hồi nào giờ là đâu có nhận quà đâu đúng không? Chưa có nhận quà nào hết. Dạ. Chỉ lần đầu tiên nè. Lần đầu tiên luôn. Ừ. Dạ. Rồi chị ơi, hôm nay em có mua một cái phần quà như thế này. Em gửi cho bà con khó khăn miền núi. Cảm ơn tấm lòng vàng của chị đã hỗ trợ cho bà con. Số Bắc cũng cảm ơn tất cả những cái tấm lòng yêu thương của tất cả các Mạnh Thường Quân đồng hành cùng với kênh Xuân Bắc Vlog và hỗ trợ cho bà con những cái phần quà thực phẩm. Cảm ơn tấm lòng vàng của tất cả các anh chị cô chú rất là nhiều. Dạ rồi, em gửi cho chị phần quà nha. Chị gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giùm em nha. Cảm ơn em nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn chị Kiều Nhan. Chị Kiều Nhan. Miền Tây. Cảm ơn chị Kiều Nhan nữa. Dạ. Dạ rồi, vậy thì thôi Sông Bắc xin phép được kết thúc video ở đây. Không có chờ được chồng chị về do là anh đi lên rẫy trên núi rất là xa và đi về cũng rất là tối cả nhà. Mà mùa này thì mưa gió rất là lớn cho nên là cũng không chờ được anh về. Xuân Bắc xin phép gửi phần quà này cho chị nha. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe. Có dịp nữa thì em trở lại em thăm gia đình mình nha. Dạ. Rồi thôi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Chị chào khán giả luôn nha.